Xin chào tất cả anh em. Bây giờ thì mỗi đội bóng đều chọn cho mình một bộ trang phục thật đẹp để ra sân. Và cùng với đó thì chúng ta cũng có những thắc mắc, đó là liệu rằng cái bộ trang phục của những đội bóng phủi và những đội bóng thi đấu tại V-League thì có khác gì nhau hay không. Ngày hôm nay thì tình cờ đến văn phòng thì tôi thấy một bộ sản phẩm mà ở đây thì dành tặng cho anh Tuyền Văn Hóa, bộ sản phẩm của Camito. Và theo tôi biết thì trong này là có những chiếc áo đấu của các câu lạc bộ thi đấu tại V-League. Và chúng ta cũng sẽ cùng mở hộp xem là liệu rằng những chiếc áo đấu của các câu lạc bộ tại V-League thì nó có khác gì những chiếc áo mà anh em chúng ta đang đi đá phủi hay không. Và cùng với đó thì các bạn có thể đưa ra những cái nhận xét cùng với tôi xem là đây có phải là những cái mẫu áo để chúng ta có thể rực rỡ hơn và đẹp hơn ở trên sân bóng hay không. Thì bây giờ anh em hãy cùng với tôi chúng ta cùng khám phá hộp quà này của Camito dành tặng cho ông Tuyền Văn Hóa nhé. Bây giờ anh em hãy cùng mở hộp quà với tôi nhé. Một quà rất đẹp, bên ngoài thì có những dòng chữ, đó là Camito gift set. Ở đây có một logo của Camito cũng như những cái tem ở đây. Đó, hộp quà trắng với phối màu rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng thử xem. Đầu tiên là một cái tem của Camito anh em nhé. Đây thì có những gương mặt rất quen thuộc của chúng ta như Trinh, Đức Trinh này, Tiến Linh này, rồi cả Tiến Dụng nữa. Đó. Vâng. Và đây là một cái phần quà, đây là tặng cho anh Tuyền Văn Hóa, không phải tặng tôi anh em nhé. Mến tặng Tuyền Văn Hóa và chúc Tuyền Văn Hóa có những cái trải nghiệm với Camito. Đó. Ở trong này thì các bạn sẽ nhìn kỹ hơn. Đó, hiện nay thì Camito đã giới thiệu, đó là Camito là nhà tài trợ trang phục áo đấu của câu lạc bộ bóng đá BKMX Bình Dương này, câu lạc bộ SHB Đà Nẵng này, đội trẻ của bóng đá Hoàng Anh Gia Lai này, câu lạc bộ bóng đá Bình Định này, câu lạc bộ bóng đá Vista, một đội bóng của nghệ sĩ mà tôi cũng đang có gọi được tham gia, FC Music và Runa United cũng là một đội bóng của các nghệ sĩ nữa. Đấy. Bên này thì có một cái thư. Chút nữa đây là của anh Tống Đức Thuận, đang là chủ tịch hội đồng quản trị. Chúng ta hãy cùng xem trong set quà này có những cái gì. Đầu tiên đó là một chiếc áo của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng anh em nhé. Đây, áo của SHB Đà Nẵng này. Tiếp theo đó là áo của Bình Dương. Đấy, Bình Dương. Và áo của thứ ba là của Bình Định, áo màu cam rất là chóe. Ok, chúng ta cùng theo dõi kỹ hơn từng cái áo này. Đầu tiên là áo của Bình Định. Đây anh em này, câu lạc bộ Bình Định với một cái họa tiết màu cam và những cái họa tiết cái này là in tem này. Tiếp theo đến áo của, đây là áo của Bình Dương. Áo của Bình Dương, áo của Bình Dương. Và ba nữa là áo của SHB Đà Nẵng anh em nhé. Cảm quan đầu tiên của tôi đó là sờ vào chất nó khá là mềm và nó cũng khá nhẹ và tương đối mát. Cái chất vải này thì anh em có thể nhìn kỹ nhá. Đây, ở đây thì phần các cái vần vân ở trên này thì sẽ được dập chìm. Logo của Camito thì được thêu khá là cẩn thận. Đấy, logo này của Camito thì là thêu. Và bên này thì logo của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng cũng được thêu ở đây anh em này. Đó. Áo của Bình Dương thì cũng như vậy, áo của Bình Dương thì cũng được thêu logo. Đấy, và Bình Định thì lại là logo in sẵn anh em này. Bình Định thì lại là logo in chìm trên áo cùng với họa tiết này luôn. Chất liệu của ba cái áo này khá giống nhau và nhẹ. Cá nhân tôi khi mà cầm vào những cái áo này thì tôi cảm nhận thấy đó là cái chất liệu nó khá là mát ấy. Nó mát. Đó. Ở trên này thì cũng có những cái thông tin về áo, ví dụ như là của Camito này, size này, bên Việt Nam và website của Camito ở đây. Trên cổ cũng có một cái phần đường may được thêu tem Camito ở đây nha anh em nhé.
cả ba áo thì đều có, giống hệt nhau. Chỉ điều khác nhau ở ba cái áo này chỉ là mỗi cái logo của Bình Định thì là in được dập chìm, còn lại thì logo của cả Bình Dương cũng như là SHB Đà Nẵng thì được thêu anh em nhé. Đó, ở đây có một cái tem ở dưới áo này nữa. Đó, tổng thể thì nó như vậy. Vâng đấy, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhìn qua và chúng ta được trông thấy những chiếc áo của các câu lạc bộ thi đấu tại đây là V-League anh em nhé, những đội bóng đang thi đấu tại V-League luôn. Và ở đây thì cá nhân tôi nghĩ là với một áo thì đương nhiên là chúng ta sẽ quan tâm đến đầu tiên đó là về chất liệu này, sau đó là về form dáng của áo này, và cùng với đó là cả cái độ bền của áo nữa. Đầu tiên là tôi đã nói đó là về cảm nhận, nó khá là mềm và nó nhẹ. Cùng với đó thì theo như nhà sản xuất thì đây là chiếc áo được kết hợp bởi hai cái chất liệu, đó là chúng ta rất thường thấy đó là polyester và elastan. Cái chất liệu nó cũng tùy những tỷ lệ khác nhau và tạo ra một chiếc áo như thế này. Có những cái loại áo mà chúng ta hay gọi là chất liệu vải gai thái hay là thun lạnh gì đó, còn ở đây thì cái chất liệu vải này thì tôi cảm thấy rằng nó có một cái độ đàn hồi khá tốt. Ở đây anh em có thể nhìn nó co giãn, cái này có thể gọi là co giãn 4 chiều được. Đó, theo cả chiều này anh em có thể nhìn thấy. Và với cái việc mà có một cái chất liệu sờ vào nó khá là mềm, nó khá là thích như này thì tôi nghĩ là anh em cũng sẽ có một cái cảm nhận, cảm quan lúc đầu tiên giống với tôi thôi. Đây là những chiếc áo tại V-League. Thế còn những chiếc áo mà Kamito bán ra thì sao? Và đây là những cái áo mà tôi cũng đã mượn được ở cửa hàng để có thể gửi đến anh em xem. Đấy, như những chiếc áo được Kamito bán tại cửa hàng. Và hiện nay thì với cái giá theo như ở cửa hàng niêm yết đó là khoảng 199.000 một bộ anh em nhé. Đây, nó tôi nghĩ là chất liệu này nó không khác gì, mà chỉ có một cái điểm khác có vẻ có lẽ là cái logo rồi thôi. Logo thì của một bên sẽ là logo thêu anh em nhé. Đây, logo thêu, còn bên này thì là logo được dập bằng một cái dạng chất liệu nó hơi bóng bóng như này. Đấy. Còn lại thì không khác gì nhau về đường may mũi chỉ ở đây anh em có thể nhìn. Đó. Có khá nhiều những màu sắc mà Kamito đã đưa ra trong thời gian vừa qua. Ở đây anh em có thể nhìn thấy đó là đây, cái màu cam nó cũng là cái màu của đội SHB Đà Nẵng đây. Một cái màu này nữa, một màu trắng này, màu xanh này, màu đỏ này, màu xanh lá này, màu xanh dương này, và một màu vàng cam nữa. Đấy, một màu xanh rất đẹp. Ở trên này thì tem thì còn ghi cụ thể luôn anh em nhé. Bộ quần áo bóng đá, mã sản phẩm này, đơn giá là 199.000, màu xanh chuối size XL, năm sản xuất, số lô, nói chung là rất kỹ càng. Và đây là tên đầy đủ công ty, sản xuất và phân phối bởi công ty cổ phần Midomark Việt Nam. Đó. Có lẽ là tôi sẽ mặc thử một vài bộ để anh em chúng ta sẽ cùng nhìn thấy và xem chất liệu là như thế rồi. Sờ vào những cái cảm nhận đầu tiên rồi, thế thì chúng ta sẽ thử mặc lên người xem nó như nào nhé. Vâng, vừa rồi thì tôi đã thử một loạt tất cả những cái bộ áo. Bây giờ thì trên người đang là chiếc áo của BKMX Bình Dương. Những ngôi sao chúng ta, những ngôi sao đội tuyển U23, đội tuyển quốc gia như là Hà Đức Chinh hay Tiến Linh cũng đang mặc những bộ quần áo như này. Và quả thực là tôi nghĩ với một cái mức giá rất hợp lý để ra được một cái chất liệu như thế này. Một cái form tôi nghĩ là nó ở mức độ body vừa phải, nó phù hợp với cái miền Bắc của chúng ta. Và cùng với đó thì khi mà mặc lên thì anh em thấy lên cả bộ nhìn nó rất là ok. Tôi nghĩ về cái màu sắc rồi có lẽ là nhà sản xuất cũng đã khá là kỹ lưỡng trong cái việc mà nghiên cứu cũng như là lựa chọn những cái màu sắc của mình. Với việc đó là bên Kamito cũng nói rằng áo này thấm hút tốt mồ hôi rồi cũng thoát mồ hôi nhanh, thì chúng ta cũng sẽ có những cái để trải nghiệm thực tế thì chúng ta mới có thể nói rằng đó là đúng hay là sai, đúng không? Thêm một cái điểm nữa đó là
độ bền của quần áo cũng sẽ là một cái điểm mà anh em quan tâm rất nhiều, bởi vì thực ra thì bây giờ chúng ta đi đá bóng rất nhiều và với anh em bóng đá thì có lẽ không có thời gian để mà về đánh giặt hoặc là giặt tay hoặc là nâng niu những bộ quần áo quá, thì đương nhiên cái độ bền của những bộ quần áo này cũng sẽ là một cái điểm hết sức được quan tâm. Và độ nó có bay màu, nó có nhanh cũ hay không nữa, thì tôi nghĩ là những anh em nào đã mặc rồi thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn đưa ra những cái phản hồi ở phía dưới video này để cho các bạn khác chúng ta có thể theo dõi và cùng đưa ra những cái quan điểm của mình. Bởi vì trong những video giới thiệu cũng như đánh giá sản phẩm này thì Cường Mai cũng như đấy phủ rất mong đó là anh em hãy cùng tham gia một cách nhiệt tình và khách quan để chúng ta có thể đưa ra những sản phẩm phù hợp nhất. Bởi vì ở đây thì quan điểm của tôi đó là chúng ta không đưa ra những thông tin sai lệch và tất cả đều là cố gắng để có thể đưa ra cho anh em những thông tin một cách chính xác nhất, phù hợp nhất để cho anh em có thể lựa chọn cho mình những bộ quần áo hợp túi tiền, cái mức giá mà chúng ta cái mức tiền mà chúng ta bỏ ra nó phù hợp và có khi là còn chúng ta gọi là hợp lý ở cái việc đó chúng ta đưa ra những mức độ chi phí vừa phải, nhưng có những bộ quần áo tốt, đẹp, rẻ và một đội bóng của chúng ta có thể là có nhiều bộ trang phục, đồng phục khác nhau để anh em có thể được đẹp đẽ trên sân nhất. Và bản thân chúng tôi là những người quay chụp đưa ra những hình ảnh đó thì chúng tôi cũng cảm thấy rằng có những hình ảnh đẹp nhất để gửi đến anh em. Vâng, ngày hôm nay thì là một buổi mở trộm hộp quà của công ty văn hóa cũng như là giới thiệu anh em về một bộ sản phẩm mới của Camito. Rất mong sẽ nhận được sự phản hồi của anh em, những sự đánh giá một cách chân thành nhất để chúng ta sẽ có những quan điểm để trao đổi cùng nhau và hy vọng sẽ tiếp tục mang đến cho anh em, giới thiệu đến cho anh em những sản phẩm tốt nhất với mức giá phù hợp nhất. Còn bây giờ thì video xin được khép lại tại đây và tôi cũng chuẩn bị ra sân để trải nghiệm thực tế thêm bộ này nữa. Xin chào anh em nhá. Like và share nhịp đập iFủi và iFủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.